Rồi, ok. Thì đầu tiên để tạo nhanh với Sublet nhé, thì mình vào file này, vào lưu này, vào project này. Thì tạo nhanh thì mình sẽ chọn là cái thằng Jakarta EE này. Thì với Java nó sẽ có hai đường để mình build thư viện này. Trong Java nó có hai đường để build thư viện nhé, một là Maven này, hai là Gradle này. Thằng Gradle này nó ra sau, nó sẽ ngắn gọn hơn thằng Maven, nó build bằng API. Thằng này build kiểu theo kiểu đường như kiểu đường vật lý ấy. Đường bằng các thẻ giống như thẻ HTML ấy. Nó build bằng các thẻ như này. Thì thằng Maven này ra trước nhé, thằng Gradle ra sau. Thì bây giờ công nghệ mới thì có thể họ dùng Gradle, nhưng mà các công ty có khi họ vẫn đang đa số dùng Maven nhiều hơn. Trong các bài của mình ấy, bài làm của bài, bài bài tập của mình ấy, thì đa số là dùng cái mới nhất rồi, dùng Gradle rồi. Nhưng có thể là công ty họ sẽ dùng Maven nhé. Nên anh em phải hiểu là có hai cái cách mà mình có thể build thư viện với Java là Maven hoặc là Gradle. Thì ví dụ là mình sẽ build theo Gradle mới nhất nhé, thì mình sẽ chọn sang bên Gradle này. Thì chọn cái thằng web application ở đây. Đấy. Thì đoạn dưới này mình có thể đặt tên cho package luôn này. Chẳng hạn. Còn cái phần trên này là tên của dự án này, mình có thể đặt tên là demo subnet chẳng hạn. Subnet 1 nhá. Thì chọn này anh em cứ chọn thư mục luôn, để ở đâu thì chọn vào thư mục đấy. Đã, bây giờ mình sẽ ấn next nhé. Thì đoạn dưới này nó sẵn cho mình một cái tick ở trong sublet này rồi, là mình đang làm tạo dự án với sublet. Thì chọn đoạn trên này mình sẽ version này, mình chọn cái Jakarta 8 thôi. Java EE 8 thôi. Rồi sau đó mình click. Chọn zip window là nó sẽ đè lên cái tab này đúng không? Rồi, ok, đây là một cách mà mình tạo nhanh cái dự án sublet. Trong này nó sẽ có sẵn những cái liên quan đến dự án này trong này. Nó sẽ chia thành các tầng cụ thể ra đúng không? Ngày xưa mình học module trước mình học về cái mô hình MVC rồi. Thì bây giờ cái tầng view của nó này, mình sẽ không phải làm tầng view nữa đúng không? Tầng view của nó chia chia cụ thể nó sẽ nằm ở trong cái thằng web app này. Thằng web app này là liên quan đến view. Đây này. Đây chính là tầng view của mình đấy. Hay là front end ấy. Nó chưa tách tách rời hẳn front end như là cái mới nhất đúng không? Nhưng mà thực tế front end nó đang nằm ở đây. Còn thằng back end nó nằm phía Java. Đây, thằng back end nó sẽ nằm trên Java này. Bây giờ thì nó có một cái file class duy nhất thôi đúng không? Đó là cái thằng nó mặc định nó tên là Hello Sublet và nó kế thừa cái thằng lớp HTTP Sublet này. Đấy, thì trong cái class HTTP Sublet này nó có những cái phương thức nó tạo sẵn cho mình rồi. Các phương thức này liên quan đến việc mà thực thi của một một sublet tạo ra. Thì cái này liên quan đến là tạo ra một cái vòng đời của sublet. Có các phương thức như là elit này, doget hay là doquote này, có service nữa. Thì lát nữa mình nói về cái đấy sau. Mình nói về cách tạo dự án trước đã. Thì trong này nó có cái phần làm build thư viện này. Build thư viện thì mình sẽ nếu mà là Gradle này thì nó sẽ build ở đây. Build ở con voi này này. Đấy. Anh em thấy nhìn thấy chữ Gradle không? Đúng không? Mình vừa chọn là Gradle đúng không? Thì là build thư viện nó sẽ nằm ở đây. Thì mình sẽ mở cái thằng Gradle ra, mở thằng build Gradle ra. Đấy, thì thư viện mình sẽ thường là mình sẽ ném nó vào cái thằng dependency này. Ném vào chỗ thằng dependency này này. Thì thư viện nó sẽ build ở trong này. Được chưa? Đây là mình tạo sẵn một cái dự án là có sẵn sublet rồi, thì bây giờ mình chỉ cần add Tomcat vào là mình chạy thôi. Thì add Tomcat anh em sẽ vào cái current file này và cái edit config này. Đấy, mình có thể ấn vào add new hoặc ấn vào dấu cộng này cũng được, ấn vào dấu cộng này. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái Tomcat server ở trong này có phần local này, nhấn vào local nhé. Đó, sau đó mình chọn đến cái phần mà mình lưu Tomcat ở trong máy ấy. Đúng không? Anh em mà tải về thì ấn vào đây
chọn cái phần mà Tomcat mình để đâu thì mình chọn thư mục đến thôi. Đó, mình chọn cho cái trình duyệt để mình chạy đúng không? Ví dụ mình chọn cho Chrome chẳng hạn. Rồi mình khẽ fix cái đường dẫn của nó, mình ấn vào fix nhé. Sau đó mình chọn vào cái thằng qua phía trên này. Mình xóa hết cái đoạn này đi. Để cho nó về cái đường dẫn mặc định là localhost 8080 thôi. Ấn apply này. Ok. Đấy, như thế là cái server Tomcat, server ảo của mình đã chạy được rồi. Rồi mình ấn play. Đó, như thế là một cái dự án subnet nó đã chạy rồi đúng không? Thì nó chạy mặc định nó sẽ gọi cái file index này đầu tiên. Đây, file index của mình sẽ được chạy đầu tiên này. Và trong cái file index mình đang định nghĩa một cái thẻ A này. Có cái thuộc tính href đến hello subnet. Thì cái hello subnet này chính là gọi đến cái thằng value của thằng này. Nó đang gọi đến cái value của cái thằng class hello subnet này. Thì khi mà nó gọi ở đây đúng không? Nó gọi đây thì nó sẽ gọi đến thằng controller này và nó sẽ thực thi được cái thằng doGet này đầu tiên. Đấy. Thì cái dự án của mình nó khi mình kích kích vào đúng không thì mình nó sẽ gọi thằng này này và nó sẽ gọi doGet này và doGet này nó có thể là print ra cái HTML đúng không, sublet thì nó có thể là viết được HTML trong sublet, thì GSP thì nó là như là hai thằng này nó sinh ra cùng sản xuất cùng thời cùng cùng hãng ấy. Thì thằng sublet này nó có thể viết được HTML đúng không, nhưng mà thằng này cũng có thể viết được code Java ở trên này. Nên hai thằng này nó sinh ra để bổ sung cho nhau. Nó cùng một hãng mà, cùng một hãng thiết kế và gần như nó sản xuất đồng thời luôn. Nên hai thằng này gần như là nó bổ sung bổ trợ cho nhau. Thì đây là cách tạo dự án nhanh thứ nhất đúng không? Nhưng mà ngoài ra cái cách khác mình có thể là tạo bằng Maven đúng không? Ví dụ là công ty nó không dùng Redo mới nhất chẳng hạn thì nó có thể build bằng Maven. Thì bằng Maven mình có thể là vào file lưu như như vừa lấy thôi, project này. Chọn web app đúng không? Rồi ở đây họ sẽ chọn là Maven đúng không? Họ không người đồ này mà họ Maven cơ. Chọn Maven này. Okay. Mình xem thằng Maven với đồ nó khác nhau như nào nhé, đúng không? Demo select 2 đi. Gì em à? Gì em đâu nhỉ? Chọn nghe này, read này, rồi anh chọn new nhé. Rồi bây giờ mình so sánh xem hai thằng này nó khác nhau ở điểm nào. Cùng là một dự án Java Solid đúng không? Thì là với thằng Maven đúng không? Thì anh em thấy là nó sẽ khác ở cái thằng Firepower này. Thì thư viện của nó sẽ build ở trong thằng Firepower này. Thì khi mà mình đọc dự án ấy, mà mình nhìn thấy cái dự án có cái Firepower này, có nghĩa là mình hiểu là họ đang xây dựng bằng Maven, chứ không phải xây dựng bằng Redo. Trong thực tế mình có thể đi tìm dự án ở ngoài thì họ có thể viết bằng Maven nhiều hơn là Redo. Đấy, nhưng mình hiểu là có thể translate được giữa hai cái thư viện này sang nhau. Thì đây nó khác nhau ở cái thằng này và thằng này đúng không, một thằng nào build bằng Gradle, một thằng nào build bằng Maven. Maven thì nó build qua Firepower này và anh em thấy nó giống các thẻ HTML này. Đây này, đây là một thẻ này, một cặp thẻ này đúng không. Đấy, thì Maven nó sẽ build qua các cặp thẻ như này. Thì tương tự nó cũng có những cái file Java ở phía trên thôi. Đây cũng có Java, đây cũng có web app như là bên này thôi, không khác gì. Nó chỉ khác nhau ở cái phần build thư viện này thôi. Thì nó cũng là build thư viện qua cặp thẻ dependency này. Đấy, bên Gradle đó, bên Gradle thì nó build qua thằng dependency này. Dependency này đúng không? Thì với thằng Maven nó sẽ build trong cái cặp thẻ dependency của S này này. Thì mỗi một thư viện nó sẽ đóng trong trong một cái cặp thẻ dependency. Dependency này. Đấy. Thì thường thư viện mình sẽ tìm ở trên trang gọi là trang MVN Depository, thư viện của Java.
cứ gõ Maven Repository là ra thôi. Đây, cái trang trang chủ của cái build thư viện Java đây là trang này. Đây, trang ấy nó tìm ví dụ như là tìm về API Sublet hả? À, cái thư viện liên quan đến Sublet. Ví dụ mình kích vào cái trang đầu tiên nhá. Đây thì anh em thấy là có các phiên bản này. Thì ví dụ như là phiên bản mới nhất của nó là 4.0.1 này. Thì ở đây anh em thấy nó chia thành hai cái đường thư viện không? Một là Redo này, hai là Maven này. Đấy thì Maven nó là trong cặp thẻ dependency này. Đúng không? Redo thì nó chỉ có cái đường dẫn như này thôi. Một cái API như này thôi. Thì nó sẽ lém vào đây. Lém vào với Redo thì nó lém thẳng vào đây. Lém thẳng vào dependency này. Mình sẽ lấy thư viện và mình copy paste thẳng vào đây. Chẳng qua là nó tích hợp thành các API thôi. Nó kéo thông qua API, kéo thư viện thông qua API, nó tự load xuống. Thì Maven nó sẽ lém vào đây. Maven thì sẽ copy và lém vào đây. Thì đây là mình tạo sẵn rồi đúng không? Thì nó có sẵn cái thư viện rồi này, có sẵn thư viện API Sublet rồi này. Còn nếu mình chưa tạo đúng không? Thì nó sẽ phải là nếu build bằng tay đúng không? Thì lát nữa mình sẽ build bằng tay nhé. Đây là build sẵn rồi. Tạo tắt đúng không? Thư ra ấy. Mệt quá. Không hiểu gì ạ? Cũng được. Đây là cách tạo dự án thôi mà, tạo object thôi đúng không? Có hai cách tạo object qua Redo và Maven. Đấy thì mình phải phân biệt được Java nó có hai kiểu thư viện, hai kiểu build thư viện. Thì kiểu mới nhất thì đang dùng Redo rồi, mấy cả module này hay module sau chủ yếu là dùng Redo thôi. Nhưng mà ra ngoài thì anh em phải biết là có thể là họ đang dùng Maven hạn thì mình phải biết cách translate ra. Translate từ Redo sang Maven. Thì translate qua thông qua cái thằng này thôi, thông qua cái trang trang mà anh bảo đấy đúng không? Thông qua trang này thôi. Ví dụ là mình có sẵn một cái thư viện nào đấy của Redo chẳng hạn, mình chỉ việc copy cái thư viện đấy mình paste thẳng vào đây, mình tìm để trên nét sang đúng không? Mình quen với làm các đồ rồi chẳng hạn, mình cứ paste thẳng vào đây, hoặc paste thẳng vào cái khung tìm kiếm của nó, đấy. Paste thẳng vào khung tìm kiếm này chẳng hạn, thì nó ra một cái thấy thằng mà nội dung của nó đúng không? Thì mình kích vào thôi, đấy thì mình có thể trên nét sang, trên nét từ Redo sang Maven. Ví dụ dự án nó đang làm Maven chẳng hạn thì mình sẽ lấy theo đường Maven. Rồi mình paste vào cái thằng form của Maven đó. Để xem được cái dự án đấy họ đang build bằng cách nào và đang xây dựng bằng cách nào. Nếu họ xây dựng bằng có nhìn thấy file form này mình biết ngay là họ đang xây dựng Maven rồi. Còn nếu mà dùng Redo thì nó sẽ như này, kiểu nó sẽ như này. Rồi thì đây là cách mà nó tạo sẵn cho mình rồi. Còn ví dụ như là mình tạo bằng tay đúng không? Mình phải tự xây dựng thư viện Sublet này chẳng hạn, tự phải đưa nó vào. Thì lúc đấy mình sẽ hiểu được tại sao phải build thư viện qua những cái đường này. Thì đây là cách tạo nhanh đúng không? Còn tạo tay thì mình có thể tạo bằng như này. File này, new này, project này. Thì tạo nhanh nhá. Tạo nhanh thì mình sẽ ở phía trên này, mình chọn new project này. Thì ở đây anh em thấy là nó cũng có Maven và Redo này. Đúng không? Thì ví dụ như là anh chọn Redo nhá. Mình không tích vào đây thì nó sẽ không có cái thằng là pha hàm main đúng không? Bây giờ nó không phải Java Core nữa thì mình không cần hàm main nữa. Thì mình không tích vào đây nhá, đúng không? Chọn Redo này. Rồi, mình có thể đặt tên dự án ở đây là demo Sublet 3 đi. Rồi bây giờ anh sẽ đè cái dự án tạo tay này lại nhá. Rồi. Thì đây là mình tạo bằng tay nhé, không phải tạo tắt qua Jakarta nữa. Mình tạo tay này, thì mình sẽ phải tự đi xây dựng các thư viện của nó. Để nó lát xong này. Ok, mình tạo dự án bằng tay đúng không? Không thông qua Jakarta đúng không? Thì nó chỉ có một cái thằng Java như này thôi. Trong đấy nó chưa có gì cả đúng không? Thì đầu tiên là thằng này nó có chưa phải là dự án Sublet. Mình muốn đưa thằng Sublet vào đúng không? Thì mình phải đi tìm thư viện. Đây thì ví dụ như là mình đang xây dựng bằng Redo thì mình phải đưa cái thằng API Sublet vào trước.
Thì đầu tiên sẽ phải copy cái thư viện này. Sau đó mình sẽ paste thông qua thằng gradle này đây, đúng không? Đây, tất cả thư viện đang ném vào đây đúng không? Và ném vào cái thằng dependency này. Thì phải paste nó vào đây. Đấy, thì khi đưa thư viện vào thì nó sẽ hiện ra cái convoy này. Để cho mình là gì? Kéo thư viện về và tự tự bui nó ra. Thì mình phải ấn vào đây để cho nó kéo thư viện về. Đấy, thì như thế là nó đã có cái API sublet trong này rồi. Thì mình phải tạo ra cái thằng sublet này. Mình phải tạo ra package đúng không? Thì vẫn tạo ra class sublet bình thường thôi. Có thể tạo tắt với sublet được không nhỉ? Đây nó chưa hiện đâu. Thì mình còn hoàn toàn phải tạo ra một class bình thường, sau đó mình extend cái thằng HTTP sublet thôi. Mình để là tạo ra là gì, class là gì? Hello sublet như vừa nãy đúng không? Class bình thường này thôi. Thì mình cho kế thừa cái thằng gì? HTTP sublet. Ở trên này nó có một cái gọi là annotation ở phía trên này này để định nghĩa cái đường dẫn cho thằng này. Là web sublet đúng không? Thì mình chỉ cần là trong này có một cái value để định nghĩa đường dẫn thôi. Value bằng là JV11 đi. JV10 đi, đúng không? Search JV10. Như này. Trong này mình có thể là gõ ra cái doGet này hay là doPost, thì mình chỉ cần là gõ chữ do này, nó sẽ ra những cái phần nhắc lại ở phía dưới này, doGet này, tự động nó sẽ đẩy hết cái hàm doGet ra. Hoặc là elit đúng không? Thì mình chỉ cần gõ elit như này thôi. Đấy, tự động nó sẽ ra hết tất cả những cái liên quan đến thằng mà các phương thức của thằng HTTP sublet này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ phải tạo ra gì? Một cái web app đúng không? Đây là tạo tầng view đúng không? Tầng view thì nó có ở trong file web app. Đây, ví dụ như cái thằng Maven này, nó có một cái tầng view đúng không? Đây, tầng view nó làm trong web app, có web ILS này, có file các file JSP trong đấy. Thì mình phải tạo web app tương tự như cái thằng mà xây dựng sẵn cho mình rồi. Thì bây giờ mình phải tự xây dựng đúng không? Đây là nó xây dựng sẵn cho mình thì nó có sẵn rồi đúng không? Thì bây giờ mình phải tự xây dựng này. Tự xây dựng thì mình sẽ phải tạo ra cái web app đấy đúng không? Và cái web app đấy nó nằm ngang với thằng thư mục gì? Java này. Đây, hai thằng này nó nằm ngang nhau này. Ngang tầng nhau đúng không? Thì chứng tỏ là nó được tạo từ thằng main này. Đúng không? Thằng Java nó nằm dưới thằng main đúng không? Thì cái thư mục này nó sẽ được tạo dưới cái thư mục main này. Thì bây giờ mình sẽ phải tạo ở trong main một cái web app, tạo directory bình thường thôi, một cái web app như này. Đấy, thì bây giờ muốn cái web app này nó nhận đấy thì nó sẽ phải thêm một cái thư viện ở đây. Đây này, có cái ID và đây. Bây giờ mình thêm một cái dòng ở đây thì là bắt buộc là mình sẽ phải build, nó sẽ lại hiện ra cái dòng build này. Đấy, khi mà mình build cái thằng đấy xong thì anh em thấy cái directory nó khác rồi, nó có một cái chấm màu xanh như này đúng không? Thì trong này nó sẽ xây dựng một cái gọi là web ILS sẵn đường dẫn cứng xuống rồi, web ILS, hoặc là anh em có thể tạo file JSP luôn ở đây được rồi. Thử luôn tạo JSP luôn nhá, tạo là index, thêm mặc định là index. Và mình đặt một cái thẻ một ở đây. Rồi. Bây giờ thử xem nó có chạy được xuống cái thằng file index này không ạ? Đúng không? Thì cũng tương tự là mình sẽ phải add vào để chạy, add server ảo vào.
Như thế là file index của mình đã được chạy rồi đúng không? Thế anh em có thể là gì? Đường dẫn đến cái gì? Để đến cái thằng Hello Sublet này như bình thường thôi. Thì bây giờ nó sẽ là gì? Search JV10 đúng không? Ví dụ mình tạo một cái thẻ A để gọi đến cái thằng file đấy chẳng hạn đúng không? A này. Gọi đến JV10. JV10. JV10 nhé. Thì mình run lại server thì có thể là mình retest server thì nó sẽ tạo ra một cái tab mới. Nhưng mà mình không muốn tạo tab mới chẳng hạn thì mình có thể là ấn vào redeploy thôi. Deploy thì nó chạy nhanh hơn. Nhưng mà khi mà ấn vào redeploy ấy, thì nó sẽ không tự động nó nhảy ra tab mới thì mình phải F5 lại nó mới nhận. Thì mình click vào JV10 này xem nó có gọi sang bên này không đúng không? Thì mình cứ đặt một cái sigma thôi. Này mình chưa xây dựng cái thằng gọi là hiển thị gì cả. Thì anh sẽ xây dựng một cái, anh đặt một cái sigma đây. Sigma như module trước thôi đúng không? Là gì? Gọi get. Đấy, xem có cái sigma này hiện ra hay không. Thì chứng tỏ là mình click ở bên này đúng không? Mình click vào thằng này, nó sẽ gọi được thằng này. Đúng không? Anh đi deploy cho nhanh. Rồi, anh em làm lại nhé. Bây giờ anh click vào đây này. Đấy thì anh em thấy là cái đường dẫn nó thay đổi không? Nó cộng với cái đường dẫn JV10 ở phía controller ấy. Thì đây, anh em thấy cái schema có này. Đúng không? Thì có phải là thực thi của nó có thể gọi được sang rồi. Rồi của nó có thể chạy được sang rồi đúng không? Mình gọi từ bên view sang. Gọi view thì nó gọi được controller ở này. Cái tầng này gọi là controller nhá, tầng điều khiển mà. Thì nó gọi được cái thằng này thông qua thằng này. Thì nó phải thực thi được cái doGet này không? Đáng thu. Vượt quá. Đấy thì đây là cách tạo bằng tay đúng không? Thì tương tự tạo Maven thì nó cũng tương tự thôi. Tạo Maven thì mình sẽ chọn ở bên Maven. Đây là mình tạo bằng Gradle đúng không? Thì tất cả các thư viện của Gradle nó build ở đây. Đúng không? Ví dụ là tạo Maven thì nó sẽ build ở Firefox. Rồi stop thằng này này. Ví dụ như là tạo tay bằng Maven đi. New project này. Thì tạo tay nó sẽ chọn ở trên new project ở phía trên này đúng không? Chọn sang dòng Maven đi. Đây là demo subnet 4 đi. New nhá. Rồi, thì thằng Maven thì mình có thể lấy trực tiếp bằng cái thư viện từ bên Maven mình tạo tạo sẵn bằng qua Jakarta ấy, cho nhanh đỡ đi tìm đúng không? Thằng file đấy là file nào đây đúng không, thì nó sẽ build thư viện tất cả cho cặp thẻ dependency có s đúng không, thì mình có toàn bộ cái thư viện này này liên quan đến sublet ở đây này đúng không. Đây nếu mà tạo tay thì mình sẽ đưa toàn bộ cái thư viện của nó vào này, đưa nó vào cái thằng dependency có s ở đây này. Nó chưa có dependency có s đúng không, thì mình sẽ phải là gõ cái thẻ dependency có s ra. Đấy, cả thư viện nó sẽ build ở trong này. Zulip version. Nó thiếu một cái Zulip. Bây giờ mình xem là cái thư viện Zulip đấy là cái gì. Rồi, thêm một thằng build ở phía dưới đúng không? Cho thằng build plugin này vào.
tăng lên phiên bản 4.0 này. Không lên được phiên bản này. Đây, bộ thực hiện điều này sai xem nào. Đây thì có phải là nó sẽ build bên này, nó sẽ build bằng cái chữ M đúng không? Nó phải run cái chữ M này. Đấy, thì tương tự là nó cũng có cái file Java này đúng không? Thì mình cũng phải tạo ra web app giống như thằng kia thôi đúng không? Phải tạo từ main này. Tạo ra directory với web app này. Rồi tạo file index ở trong này. Set 4 đúng không? Không cắt vào với Maven nhé. Rồi, ta chạy thử cái dự án này. Đúng không? Thì vẫn chạy bình thường. Đấy thì mình hiểu hiểu cách là có cách tạo subnet bằng tay đúng không? Nhưng mà mình giờ làm thì mình cứ tạo nhanh thôi. Tạo nhanh cho đỡ phải đi build lại thư viện nhé, đúng không? Thì tổng tổng kết lại là có hai cách build đường thư viện với Java. Thì là một là Maven, hai là Gradle. Thì anh em sẽ phải nhìn vào cái dự án này, nhìn cái khung dự án của họ này. Nếu mà có thấy cái Fireform này, có nghĩa là họ đang xây dựng bằng Maven. Thì mình sẽ phải đi tìm các thư viện bằng Maven để mình build vào. Còn nếu mà cái đồ là theo kiểu mới, cái đồ này theo kiểu build build theo đường mới nhé. Đây, cái đồ này nó sẽ build vào trong này. Thì mình sẽ nhìn cái cấu trúc dự án mà thấy cái con voi này, thì có nghĩa là họ đang xây dựng thông qua cái đồ. Rồi. Thì trong trong phần của mình ấy, thì mình cứ tạo nhanh qua thông qua Jakarta thôi cho nhanh đúng không, đỡ phải đi xây dựng lại các thư viện. Rồi, trong thực tế mình làm thì mình cứ tạo nhanh như này thôi, thông qua Jakarta này đúng không, rồi chọn Gradle thôi. Rồi, đoạn này sẽ tạo sẵn cái package trước đúng không? Rồi chọn đây là web app. Đấy. Với trong các bài tập của mình thì cứ làm nhanh thôi, cho nhanh. Đấy là anh sẽ giới thiệu là cái cách mình có thể xây dựng các dự án theo cái đường build thư viện khác nhau. Còn là mình sẽ thực thi của mình thì sẽ là theo cái đường mới nhất nhé. Theo cái gì mới nhất của Java thôi. Rồi, ok. Thì trong cái đoạn này thì trong quá trình mình làm ấy thì nó có thể là xảy ra những cái lỗi không mong muốn. Thì đây là một số cái lỗi mà có thể là hay gặp
Thường cái lỗi mình hay gặp là lỗi 4XX này, là liên quan đến 403 này, 404 này, 405 này. Thường thì cái lỗi hay gặp là 404. 404 là lỗi về sai đường dẫn. Đường dẫn mình nó bị sai. Lỗi khó chịu nhất là lỗi 405. Cũng có thể là gặp nhưng mà lỗi đấy sẽ rất khó chịu. Còn cái 200 này là liên quan đến cái request response thành công rồi. Lỗi 500 là thường là lỗi liên quan đến code nghiệp vụ của mình. Lỗi 500 nhé. Thì trong quá trình một số bài nữa anh em sẽ gặp phải những cái lỗi này. Đấy. Lỗi 500 thì thường là lỗi về code logic nghiệp vụ của mình sai. 404 là lỗi liên quan đến đường dẫn. Thì gặp một số bài sau thì mình sẽ phân tích những cái lỗi này sau. Rồi. Đi nhanh qua cái phần slide này thôi. Ở dưới còn một cái đoạn nói về vòng đời của Sublet đúng không? Đây vòng đời của Sublet đây. Nó bao gồm các phương thức này, init này, service này, destroy này, destroy này. Thì bây giờ mình xem cái vòng đời nó thực thi như nào nhé. Thì khi tạo ra một Sublet thì như này là tạo ra một Sublet rồi đúng không? Một Sublet bản chất nó là kế thừa một cái class HTTP Sublet thôi. Thì nó có phương thức init này, doGet này. Bây giờ mình xóa hết cái phần tạo thẻ tôi làm xong đi nhé. Có phương thức destroy đây rồi. Thì bây giờ mình tạo ra thằng gì? Switch đi. Đây, nó có một cái phương thức switch. Trong này. Đây đúng không? Có init này, có switch này, có destroy này. Thì thằng switch này mới là cái thằng mà nó gọi trước cơ, chứ không phải thằng doGet này đâu. Khi mà gọi một subnet ấy, thì thằng switch này được gọi này. Thì bây giờ anh cứ đặt cái systemout đây mình viết ngay đúng không? Xóa cái này đi. Anh đặt một systemout trong init trước. Gọi switch. Cho khi nào rồi cứ đặt một cái ở đây đi hay là thêm một thằng duport đây nhá, nó có một thằng duport nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ add Tomcat vào. Để anh run luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành gọi cái sublet đấy đúng không? Thì nó sẽ gọi qua cái thẻ thẻ này đúng không? Thẻ này nó đang gọi đến cái đường dẫn của thằng controller. Thì bây giờ mình click vào đây nó gọi sublet này. Đây nó sẽ gọi đến cái đường dẫn hello sublet ở bên phía controller đây đúng không? Thì bây giờ mình xem có những cái thằng systemout nào được gọi này. Nó chỉ có thằng gì? Elite này. Và thằng service được gọi thôi. Đúng không? Đây, nó chỉ có thằng service và thằng elite. Đấy. Thì thằng elite này là mình nhìn cái nghĩa tiếng Anh này có nghĩa là khởi tạo rồi đúng không? Nó chỉ khởi tạo một lần thôi. Ở trong elite này thôi. Thì sau đó luồng chạy nó có ở trong service này này. Thì thằng service này nếu mà mình không có service nhá thì nó lại mặc định nó gọi thằng doGet này. À, nếu mình không có service đúng không thì mặc định nó lại gọi doGet. Thì thằng service này như kiểu là cái thằng mà nó có thể điều khiển luồng chạy ấy. Nó có thể đưa các luồng chạy sang doGet hay là doPort. Nhưng mà trên thực tế anh em mình làm thì cũng ít sử dụng đến thằng service này. Chủ yếu mình sẽ dùng hai cái phương thức này. DoPort này thì sẽ làm nhắc nhiều đến các bài sau. Nó là các action từ phía form của bên phía view này.
Khi mà action form thì nó sẽ gọi sang Dubot này. Thì mình sẽ dùng cái Dubot ở các bài sau nhé. Thì phần này là mình đang chủ yếu là dùng đến thằng doGet này. Nó tác động vào thằng doGet này đầu tiên đúng không? Khi mà mình không có thằng Switch này thì nó sẽ tác động bằng doGet này. Còn thằng Switch này anh em muốn làm thì có thể là mình điều hướng sang doGet hoặc doPort nếu muốn đúng không? Có thể gọi doGet vào đây. Request. Request. Report. Em phải ép kiểu rồi. Cái thằng này là có slot request. Nó sẽ request ra. Nó khác với kiểu thằng này đúng không? Thằng này là HTTP subnet, còn thằng này là subnet request nên nó phải ép kiểu. Đây, nếu mà để nguyên service đúng không? Bây giờ anh sẽ cho gọi duport đi. Vì duget mình gọi duport đi. Đây, đối 404 đây này, đúng không? 404 là sai đường dẫn này. Bây giờ mình gọi đúng không? Đây, thì nó sẽ gọi được thằng Dubot rồi này, đúng không? Đấy, thì thằng service này nó có thể điều hướng sang doGet hay Dubot nếu mong muốn đúng không? Nhưng mà thực tế mình cũng sẽ dự án mình cũng ít dùng thằng service này. Mình dùng hai thằng này là đủ rồi. Đủ có thể triển khai được dự án mình rồi. Mình đầu tiên gọi, nếu mà không có service thì nó sẽ gọi thằng doGet này nhé. Thì thằng destroy này nó sẽ gọi khi nào? Khi mà mình không mình đóng cái subnet lại. Anh trẻ nhé. Rồi. Không thấy gọi đi cho nhỉ? Đây, destroy được gọi rồi này. Thằng destroy khi mà thì một subnet nó được hủy hay là server được hủy ấy, thì nó sẽ hủy ngay cái thằng subnet đấy. Gọi thằng destroy này. Thương mệt. Đấy nhá. Rồi, còn slide thì anh em đọc thêm thôi. Đọc thêm để hiểu thêm về cái. Còn đây là nói về cái server Tomcat thôi. Tomcat thì bản chất nó là một server ảo thôi. Sinh ra đây nó là một cái server ảo để cho mình chạy thôi. Thì mặc đường dẫn mặc định của thằng server ảo ấy là localhost 8000. Đây này. Ok, có hỏi nào không? Hơi khó à? Mình tốt rồi. Ừ. Cái này cứ mình nắm được là có hai cái kiểu vui thư viện của Java rồi thôi. Ví dụ như sau này mình động phải các dự án ấy, thì mình nhìn sẽ ra ngay dự án nó bùi bằng cái kiểu gì đúng không?